Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Vanna MVS. Tuy là Vanna đang ở Mỹ nhưng mà Vanna vẫn theo dõi trận bóng hôm nay của Việt Nam. Và Vanna thấy đây là một trận bóng lịch sử mà mọi người đã và đang mong đợi trong nhiều năm trời. Cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam cũng đã giành được huy chương vàng, điều mà các thế hệ trước đã không làm được. Và đội tuyển U22 thật tuyệt vời. Vanna nhìn lại cái hành trình mà đội tuyển của mình đạt huy chương vàng thì thấy dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên thì mình đã đạt được chiến thắng 3-0 rất là thuyết phục trong trận chung kết này. Và mặc dù huấn luyện viên đã bị thẻ phạt và phải bước ra khỏi sân, nhưng mà đây cũng là một cái kỷ niệm đối với vị huấn luyện viên này và đối với đội tuyển của Việt Nam chúng ta. Và nhìn cái hình ảnh của huấn luyện viên khi mà vừa phải giúp đội tuyển của mình đạt huy chương vàng và vừa bước ra sân ngồi nhìn nữa, thì nó là một cái hình ảnh rất là xúc động và nó rất là khó quên đối với Vanna. Và sau chuyến đi này thì hai đội tuyển nam và nữ của Việt Nam sẽ về chung một chuyến bay và họ sẽ mang về hai cái chiếc huy chương vàng thật là tuyệt vời. Vanna hy vọng là mọi người sẽ có được buổi tối tốt đẹp, buổi tối vui vẻ ở bên Việt Nam. Và còn đợi gì nữa, hãy đi quẩy thôi nào. Vanna biết mọi người hôm nay sẽ đổ xô ra ngoài để đi bão và ăn mừng cho trận chiến này. Thì Vanna cũng chuẩn bị đi bão thôi. Vanna đã chuẩn bị mặc đồ, chuẩn bị khoác áo lên người và bây giờ sẽ đi quẩy cùng với Sonic. Mình đi bão thôi nào. Bye bye mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và luôn tự hào về đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Bye bye.